Trung xin chào quý cô bác anh chị nhá và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Sáng nay Trung vừa mới chở vật liệu lên trên bãi Khao Mèng, xe ô tô của Trung để ở bên dưới kia. Trung cùng với lại em Xính một chân đang trên đường lên trên điểm trường mầm non của bản Pộc Chăm. Cách đây vài hôm, cô chú Hùng Phương ở dưới Hà Nội có gọi điện cho Trung, cho Trung lên điểm trường đó để đo chiều dài và tính vật liệu. Cô chú Hùng Phương ấy lại chuẩn bị giúp điểm trường mầm non để xây tường rào cho các cháu nhỏ ấy. Trời rất là nắng ấy. Vào ban đêm thời tiết rất là lạnh. Cái đoạn ở dưới kia nó đi lại khó quá. Đi nhỉ. Đi đường này luôn à? Xuyên qua. Mua xó à. Mất nhỉ. Lấy chân trống lên nhá. Đường Pộc Chăm. Sáng năm là chuẩn bị làm rồi đấy. Đường này này. Bên nhà thầu cũng lên đó hết rồi. Đường này làm thông sang bên Xín Trải, bản Khâu Kha. Chạy tốt nha. Nhà anh Báo vừa rồi mua dê của nhà em ở bên dưới này ấy. Báo ơi, vừa rồi anh ước giúp làm nhà. Cái này lên được không? Không lên được là anh xuống nhá. Đây à? Đây. Này chú Hùng lên trên Đồng Văn Mèo Vạc về. Đấy, lên trên bản Pộc Chăm này thì sẽ mất chút thời gian lên trên lán của em Xính. Chú Hùng rất là quý em Xính ấy, luôn giúp đỡ em Xính rất là nhiều. Ở bản Pộc Chăm này vừa rồi chú Hùng cũng giúp đổ sân hội trường thôn, với lại giúp đổ cái tuyến đường này, tuyến đường lên hội trường này, với lại sân cho các cháu mầm non này. Là đã đến nơi. Dừng đấy nhá. Dừng ở đây thôi. Em chào chị nhá. Chào chú chưa? Chào chưa? Hả? Chào. Chào chú đi. Rồi chú lấy bánh kẹo cho. Chú lại mang kẹo chị cho ạ? À? Vâng. Rồi cho học sinh ăn xong. Bây giờ điểm trường còn có mười mấy cháu chị? 18 cháu à? Hôm nay đi 15 cháu, có mấy cháu nó về nhà ăn cơm rồi. Ở lại có 12 cháu. Thế vừa cho nó ăn cơm xong. Vâng.
Đấy, vừa ăn cơm xong bây giờ là em mua kẹo này lên là vừa này. Kẹo này thì là để chị đây. Chị đây có thạch này với lại kẹo với lại cảm bánh ơn này. Em nhá. Vâng. Chuẩn bị ngủ trưa thôi. Ở đây học đến mấy giờ là nghỉ? Chị? Đến 4 giờ chiều à? Nghỉ sớm để các cháu còn đi bộ về nhà này. Đấy, nhà của các cháu ở rất là xa, ở tận tít chân đỉnh đồi. Đi bộ đi hơn 2 cây, rất là xa. Vừa rồi chú Hùng giúp đổ sân này. Đấy. Với lại sân hội trường ở bên trên kia. Vừa rồi đổ sân hội trường đây. Bà con đang phơi ngô. Rất là tiện cho việc phơi ngô, phơi sắn cũng như là ở trong thôn có cái lễ hội rồi là có tổ chức đám cưới. Có thể là dựng rạp ở đây. Rất là tiện và sạch sẽ. Ở đây người dân chủ yếu là trồng cỏ này, chăn nuôi bò nhốt này, trồng rất là nhiều cỏ. Bởi vì ở trên bạt bông trầm này chủ yếu là trồng cỏ với trồng ngô thôi. Nước thì rất là ít, bởi vì là nguồn nước ở đây dấn rất là xa, không có thể là làm được ruộng ở bản bông trầm này, cho nên là ở trên này là trồng cỏ để phát triển chăn nuôi và trồng ngô để làm mén mén này. Ở bên kia phơi rất là nhiều ngô. Chị Nghiệp ơi, vừa rồi là chú Hùng có gọi điện cho chị không? Vâng. Vâng. Sang hôm chiều hôm 7 hay sao gọi thì gọi cho em bảo là em đang bận đi. Vâng, ngày kia thì em lên đây nhưng mà không thấy chị ở đây. Em gọi điện cho chị là cái hôm thứ 7 là chị là nghỉ. Thì hôm nay thứ 2 thì em lên đây là chị đang ở điểm trường này này. Thì tiện. Vâng. Thế là chị là xây xung quanh là xây từ đâu đến đâu nào? Chị đi chỉ giúp em với. Chị muốn xây như này này. Nào đi vào đây đi. Chị muốn xây khoảng thế này này. Hết chỗ này đi này. Hết chỗ này này em này. Xây chỗ đấy à? Chỗ đấy vòng ra đến đâu chị? Ra đến cái chỗ cây ổi này này. Cái này là xây thẳng ra bên này chứ đúng không? Xây thẳng ra đến đây. Xây thẳng đến đây xong mình thẳng xuống kia. Thẳng theo cái cây này này. Thế phải phá hết cái chỗ này à? Ừ, cây này không cần nữa đâu. Chị chặt đi suốt nữa lại mọc mà. Mà cây này mình đào lên mình trồng chỗ khác được. Mình muốn trồng thì mình lại trồng kia nó lại lên. Cây này nó rất là dễ sống. Để thẳng chỗ này lên này. Đấy. Cây này chặt cây này đi. Cái ủi này chả để lại làm gì. Xong bên kia nó cũng như thế. Vâng. À bên kia cũng như vậy luôn. Bên kia cũng như vậy luôn. Nào ra chân bạn. Thế xây xong bên trong này mình đấy, xây xong quá đẹp luôn điểm xây trường này. Đỡ gia súc gia cầm vào. Đây này, trồng hoa đây. Phá đây này. Mình xây xung quanh đây xong là mình có cổng. Xây đến đây à?
chị. Xe đến đây xong là mình vòng qua đây cứ theo những cái vườn hoa này này. Thế là cổng là chị để ở đâu? Cổng là chị đang muốn để ở đây này. Cổng là để ở chỗ chỗ bên kia à? Đây này, cổng bên đây. Ừ. Xong xe mình vào cũng được này. Ừ. Đấy, cổng đấy. Đấy mình để cổng. Cứ xe bao quanh đây này, đến đây này xong là bao quanh kia đến đây này. Đấy xong là mình để cổng ở đây. Bên này cũng thế. Bên này cũng xe theo những cái cây này này. Xây chỗ đấy xong vòng vào trong kia luôn. Đấy đấy cái chỗ kìa. Ừ. Cứ chỗ nào trồng cây rẻ quả. Ừ. Em Xính ơi, về giúp anh nha. Kéo thước em nào. Xem đo là bao nhiêu nhỉ? Vâng. U cái sau có cái hố ở đây nhỉ? Cái hố đấy là hố. Đây chị này. Hố chị hố này để... em Xính nha. Đo. Hố để hố rác. À. Để hố rác. Bên này rộng hơn. Vâng. Chứ cứ kéo dài ra luôn. Một em Xính ở bên trong kia cầm đầu bên kia. Thước 5 mét mà. Đến đây này. 9 cái gì đây? 4 mét, 4 mét. 4 mét à? Vâng. 3 mét 9 cứ cho là 4 mét đi. 4 mét đi. Đấy bây giờ xong, chị xong. Từ cái đoạn này đi là chị bây cứ kéo này. Kéo dài 5 mét đi. Để em cầm xong rồi em cầm. Cái chỗ này là cái móng của nó ở đây luôn ấy. Đấy. Năm mét ở đây đúng không? 5 mét ở đấy thôi. 5 mét này. 9 mét rồi. Lại tiếp. Ở đâu rồi nhỉ? Chỗ này nhỉ? Đấy đấy. Lại 5 mét tiếp ạ. À? 5 mét tiếp. Là 14 mét thôi. Tính cái chỗ này ra cái chỗ này chắc tầm khoảng 3 mét nữa thôi. Tầm 3 mét. Là 17 mét, 17 mét bây giờ là thử căng chỗ này chị ơi. Căng chỗ này sang bên kia là được. Cái này cứ tính cho ra, đi mảnh xanh đi nhà. Mảnh xanh ấy nguy hiểm lắm. Em cẩn thận nhá. Vứt. Thôi em cứ để cho nó gọn gọn vào đây. Đây, 17 mét từ bên trong kia ra đến đây. Chỗ này là 17 mét rồi chị ạ. Bây giờ chỉ có đo sang bên kia thôi. Đấy. 17 mét đây. Đây em Xính đi. Để anh cầm đi. Cũng được. Rồi chị kéo đi. Hết chưa? Hết rồi. Đó. Đi tiếp. 23 mét rồi. 22 chứ, đúng không? 22. Thế nào? 27 mét rồi. Đấy. Đi nữa đi. 32. 32 thì cứ tính cho nó là 33 đi. 33 ở chỗ chân của chị đi. Đấy, 33 mét. Đấy, chị thử kéo bên kia. Đấy. Ba mươi bảy, 38 này. Bốn mươi ba mét này. Bốn mươi năm mét là đến chỗ đấy, là chỗ đấy vòng vào nữa là tầm khoảng là chỗ đấy á, tầm khoảng 2 mét thôi. Tổng hết là vào tầm khoảng 47 mét. Đấy, cứ cho 50 mét đi. Tường này là chị là muốn là xây cao bao nhiêu? Xem nào. 8 phân nó chỉ có bằng này đúng không? 80 phân này. 80 phân chỉ tầm đấy thôi. Với này. Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ mà mình 1 mét là phải đến đâu? Đấy, cái... Thư này, xem 1 mét xem nào.
thực đo luôn cho chuẩn. Đo luôn. Em xính xem cao bao nhiêu. Chắc nhớ ở đây xem nào. Đo để xây cô giáo không bật được tường. Xây cho cô giáo không bật được tường à? Bật được tường. Chỗ này cũng 100 mét. 1 mét luôn ý, chỗ đấy là 1 mét này. 1 mét. Đấy. 1 mét thôi. 1 mét đấy. Phải cao 1 mét chứ ạ? Ừ, 1 mét đấy. 80 thấp quá. 80 thấp quá. 1 mét. 1 mét. 1 mét tầm này thôi mà. Thấp quá không? Gà nó có bay vào được không? 1 mét thì kể cả chị xây 2 mét gà vẫn bay vào được. Nếu mà nói về gà bản, còn gà công nghiệp thì mới chịu thôi. 3 4 mét gà bay vào. 1 mét này. Mét xem nào. Thấp quá nhỉ. Mét đây, đến đây à? Chị xem. Đâu mét 1 đây. Mét 1 đây à? Hay xem 1 mét 1 đi nhỉ. Mét 2 đây. Đấy. Nhà. Đấy, chị xem. Đấy. Chiều cao mét như nào là chị 1 mét này nó thấp quá. Báo em để em tính vật liệu. Cứ cho là 50 mét. Đấy, xung quanh đi. 50 mét xung quanh. Cho tường ba là 1m2 đi. Đây này, nó vẫn hồi gà nó vẫn bay vào được. 1m2. Đấy, nhưng cái này nó sẽ không cao em ạ, đúng không? Đây mình thử đo đây, cái này nó sẽ không cao đúng không? Xây bằng gạch. Ừ, đây nghiêng. Cao. Ừ, nghiêng nghiêng. Có phải đủ móng không? Không biết có phải đủ móng không? Xây ấy thôi, không cần phải đủ ấy đâu. Xây gạch làm móng thành rồi. Lỗ, thành lỗ đấy. Kia nhỉ? Xây gạch một hàng ngang ở bên dưới đây. Hàng ngang bên dưới xong xây kiểu thành lỗ lên đi. Đấy. Chứ mình cũng không cần phải là để xây. Bởi vì là cái chỗ đất này là đất thổ rồi. Đấy. Không vấn đề gì cả. 1m2 nhé chú nhá. Tầm 1m2 à? 1m2 đi. Vâng. Đây này. Bởi vì là 1m nó thấp như thế này cơ mà. 1m thì đấy. Thấp quá. Thấp quá. Đây 1m2 đây. 1m2 sợ cao quá không? Nếu mà xây cao quá thì lại không nhìn thấy điểm trường lại xấu. Xem nào. Không cao đâu em ạ. 1m2 à? Ừ. Ở trường chính nó còn xây 1m4, 1m7 mà. Ừ. Nhưng mà kia nó lại đánh thêm. Nó đánh thêm, nó còn đánh thêm đấy. Vừa rào sắt vào. Đây cái này cũng không cao đâu chung ạ. À. Đi, cũng không cao đâu đây này. Không cao đâu ở em. Ở chỗ này thì được rồi nhưng mà chị thử đi đặt ở bên kia nào. Đặt ở phía trước mặt chỗ nhà trường này xem nào. Đặt ở chỗ này qua này. Đấy. Đấy vừa đấy chung ạ, à, đây này. Đấy, này 1m2 à? 1m2 đấy. Ừ. Đấy, đúng không? Bởi vì ở đây bằng tầm 1m2. 80 thì thấp quá. Tầm 80 thấp quá 1m2. Ừ. Đây này. Vì ở chỗ này nó sẽ dốc thì mình vẫn nhìn thấy điểm trường bình thường. Đúng rồi. Nó không che vào thế nào. Đấy đấy, này. Vâng. 1m2. Đấy, 50m dài. Với lại 1m2 cao. 1m dài cao, 1m2 cao. Rồi, để em tính vật liệu rồi là sẽ báo với chú Hùng sau. Chú Hùng đồng ý nhất trí cái là em tranh thủ với thời tiết khô ráo như này thì sẽ chở vật liệu lên luôn. Đấy, còn về việc xây thì chị đấy là bê thôn sẽ giúp bỏ công ra. Đấy, bỏ công. Bây giờ tất cả trẻ em ở đây đều ra. Gia đình của chú Hùng Phương giúp bên vật liệu thôi. Cái gì cũng ủng hộ lại, hộ làm hết, bỏ công ra làm hết. Bởi vì sau này có con có cháu về đây thì mình là được cả đời cơ mà, không phải là. Bởi vì là vừa rồi là chú Hùng cũng giúp bản Pộc Chằm này là một sân ở trên hội trường rồi, với lại sân cho các cháu ở đây rồi. Vừa rồi cũng đấy. Thì vừa rồi các bậc phụ huynh cũng về giúp tôi thì bây giờ cũng vẫn như vậy. Đấy. Bởi vì thôn này cũng rất là nhiều hộ gia đình mà. Đấy, 75 hộ. Mất tầm khoảng ngày trong nắng nắng thế này là nắng, đấy, làm liên tục tầm ngày bởi vì nó xây nhanh mà nó xây được lên thoải mái. Vì ở đây toàn là đi toàn phụ huynh người ta hay đi xây cống các thứ, xây các kiểu rồi họ làm nên là nhanh mà quen tay rồi quen tay đi tầm hai người quen tay đi xong à, còn lại thì là có đảo đó về dọn dẹp trước, dọn dẹp xong à, cái chỗ nào cao quá thì mình lại cuốc đất đi như cái chỗ này này đúng không, cuốc đất đi, xây xuống đúng không? Đấy cuốc đất đi xong rồi mình xây xuống cho nó bằng phẳng nó đẹp đẹp một tí. Xây xong ấy là trồng hoa là quá đẹp. Trồng hoa quá đẹp, rau thì kể nào chị con đã trồng đâu. Cái đàn chỉ đánh lướng ở đấy rồi, trồng đâu. Bởi vì trồng thì không có cái tường rào như này, gà vào này này với lại bò vào này hỏng hết này. Xong bắt đầu đuổi gà mãi ở đây, mình đuổi gà mãi thì nó mới được lên được như thế này, không ở đây cả ngày nó bơi hết. Mà rau cũng đã dám trồng đâu. Bây giờ làm xong mình làm cái cổng khóa vào. Két nước của chú Hùng đây. Đấy.
Vừa rồi chú đấy cũng giúp điểm trường mua tép nước với lại mua đường dây đây, đấy, dẫn nước về. Sân này thì quá ok rồi. Sân này quá chắc rồi. Quá chắc, cả nơi chả biết được học. Các cháu thoải mái vui chơi. Ở bên kia hẹp hơn ở bên này nhỉ? Ở bên này rộng thoải mái trồng hoa. Bên này chị để chị trồng rau. Bên trồng rau à? Ừ. Chị xe thẳng cái chỗ cây xẻ quạt xong lên chỗ này chị trồng rau. Vâng. Chị đã đang đánh luống mà đã gà mới có trồng đâu. Vâng vâng. Giờ làm cổng khóa cổng mà mình thoải mái. Thế thống nhất là cao 1m2 nhé chị nhá. 1m2. Thế xong có xoay cái chỗ mà hố rác kia không hay là hố rác kia vẫn để ở đấy? Hố rác hay là lấp vào nhỉ? Đang bảo cái đấy thì mới để làm nào. Thế em tính thêm một ít gạch nữa nhá. Nếu mà thừa gạch ấy thì xây một cái hố rác nữa. Chỗ kia là lấp vào xong là xây luôn. Thừa một tí gạch đi. Đấy. Gạch với lại xi. Xây một cái nhà bé bé đốt rác được mà. Gạch với lại xi với cát thôi. Đấy, em biết được chiều cao, chiều dài rồi thì em sẽ tính cái vật liệu rồi là báo với chú Hùng. Đấy, chú Hùng nhất trí là sẽ tiến hành chở vật liệu lên. Chở vật liệu lên là đấy là cô thì liên hệ với lại bên thôn. Đấy, với các bậc phụ huynh sẽ tiến hành là làm thôi. Đấy, xây tường rào cho các cháu. Đấy, như này gà này thì làm sao mà trồng được. Thôi chị cho các cháu nghỉ ngơi đi. Ở điểm này là một mình chị khác dạy à? Một mình chị. Ờ. Còn cái cô Hồng kia trên khoảng thì mới lên thôi. Cái xe của chị đâu, trời nắng này xe vẫn không lên được á? Dưới nhà sàn xe Vision kia kìa. Thế chị đi bộ lên. Hôm bọ còn ngã, bây giờ đổ mới còn chưa khỏi. Đường này là sang năm là bắt đầu làm rồi đấy. Bạn tên xong làm đấy. Đấy. Cái chú Hùng mới bảo là thôi, để thôi đường xong là bắt đầu mới để cái tường bao này này. Vâng. Sắp tới này chú Hùng lại lên trên Đồng Văn, cái Mèo Vàng thì chú ấy quay về, chú sẽ lên trên điểm trường này. Đấy. Tiếp tục gặp gỡ bà con ở trên bản Phòng Trăm. Vâng. Chú Hùng rất là quan tâm đấy, đến bà con ở trên bản nghèo Phòng Trăm. Bản Phòng Trăm là một bản nghèo nhất. Về xã Thuận Hòa này. Cái nhà ấy nó là giống cái nhà của người ở nhưng mà nó là điểm trường học. Cái nó hoang sơ lắm. Trần Yên Minh á? Như kiểu ngày xưa luôn. Không phải đâu, nó là Minh Tân kia cũng. Không phải đâu. Tít trên Yên Minh. Ở tận Yên Minh ấy chị ạ. Yên Minh. Nó học ở trong đấy có một thầy giáo người Mông ở Mèo Vạc ra dạy. Nó cái nhà giống của nhà của người lắm nhưng mà em cúi đầu vào thế hóa ra cái bàn ghế toàn gỗ nó. Kiểu cái thôn này nha, cách thành phố có 20 cây, cách thành phố 20 cây mà cách xã có trung tâm xã có 4 cây mà đường bê tông không có thì chả là thôn là nghèo nhất của xã Thuận Hòa đúng không? Mà dân thì 75 hộ là 100% dân nghèo luôn. 75 hộ cả 75 hộ người nghèo hết. 100% luôn. Đấy, có cái gì đâu. Thế học sinh đi học trên này rất là khó khăn. Cái đường thì khó. Xong là đây cái này cũng toàn tình nguyện xây hết. Thì làm gì mà nhà nước nó có để mà xây lớp học như thế thôi. Vâng. Bao nhiêu năm ở đây còn đi bộ suốt ngày. 3 năm đây, năm nay năm thứ 3 đây. Sang năm là có đường mới đi rồi. Sang năm có đường mới rồi, sang năm nó lại ở lại 1 năm nữa. Đấy. Đường đi lại là chỉ có đi xe máy lên cái đường ngô đi lên trên nhà như vậy thôi. Đấy. Trời nắng thì còn đỡ, chứ còn trời mưa về đi lại rất là vất vả ở trên bản Phòng Trăm này. Người dân đi lại vào ngày mưa đấy. Cái hôm vừa rồi chú Hùng lên đây ấy, về nhận quà xong là đi lên chủ yếu là đi bộ thôi, đi xe máy không được. Rất là vất vả. Cái đất này như là nó trơn lắm. Dễ trượt. Cả đá cũng thế. Lúc nay mình lên dưới kia không lên được không? Không đi được đâu. Chỉ có là đi xe đem mà đắp mấy em chân chó đây là đỡ một tí. Còn xe này xe út cũng ăn thua đi chở lắm đây. Đây là ngô à chị? Ngô của dân
À. Điểm trường mầm non ở bản Pông Trăm có 18 cháu. Ở đây đi học thì chủ yếu là đi học một nửa thôi, không đi học đều được hết, bởi vì là nhà các cháu ấy ở xa, ngày đi ngày không luôn, đi lại rất là vất vả ở trên bản Pông Trăm này. Vâng. Thế chút nữa là chiều chị chia bánh kẹo cho các cháu nhá. Thôi em đi về luôn đây. Tí nữa ngủ dậy chị cho. Vâng vâng vâng. Cảm ơn em nhá. Vâng. Đấy có gì thì chị cũng liên lạc với lại chú Hùng xem. Xem là có gì mà tí nữa tầm đầu chiều chị gọi cho chú Hùng xem. Đấy, gọi chú Hùng ấy cũng nói rằng là cao như này. Đấy. Tối chú xem video thì chú cũng biết mà. Nhìn thấy thôi. 50m2, 47 thì cứ cho 50m2. 50m2. Bởi vì thừa ít gạch ra thì mình còn xây cái hố rác ở bên kia. Nhá chị nhá. Rồi. Cảm ơn em về đây. Ừ. Nào chào chú chưa? Chào chưa? Chào chú chưa? Chào chú. Nào. Chào chưa? Xin chào. Ừ, cô giáo chào chú đi. Nào. Chào chưa? Bye bye chưa? Bye bye nhá. Em về nhá chị nhá. Ừ, cảm ơn nhá. Bây giờ chúng với lại em Xính đi xuống núi nhá. Chúng cũng lên đò. Và chúng sẽ về nhà tính vật liệu xong chúng sẽ liên lạc lại với chú Hùng. Để chú Hùng nhất trí thì chúng sẽ tiến hành chở vật liệu lên trên cho bà con ở trên bản để bà con giúp điểm trường xây tường rào. Đi em Xính ơi. Vợ em Xính là sắp đẻ rồi, em cho vợ ở dưới nhà dưới nhé, Xính. Được mà. Ừ. Bây giờ vẫn ở trên lãn á. Cách khoảng 1-2 ngày nữa em cho nó xuống, khám xong cho. Ừ. Như vợ của anh ấy, hôm vừa rồi đau bụng ấy là đi viện là đẻ luôn rồi đấy. Cho nên là em ở trên lãn như vậy lúc đau bụng là không đưa đi kịp đâu. Lại đưa đến nửa đường thì vất vả lắm. Không thì cho ra xá đấy cũng gần mà. Đấy. Mà em ở nhà bên dưới đấy em chủ động hơn. Nếu mà ở lán nhà em ấy xuống đến trạm xá này là tầm khoảng bao nhiêu phút? Chẳng biết được á. 30 phút xuống đến nơi không? Chắc 30 phút xuống đến đấy. Ừ. Bây giờ đường đi lại cũng dễ rồi nhỉ. Đúng rồi. Bà con ở trên bản này đang phát nương này. Thế chuẩn bị là tầm khoảng hơn tháng nữa là ăn Tết xong là tiếp tục trồng ngô. Em đi đắp bờ ruộng cả buổi sáng. Em đi đắp bờ ruộng à? Áo chưa thay. À. Bây giờ trên đây cũng luôn. Ừ. Đắp bờ ruộng mà cho nước nó ngấm. Qua Tết phát là lại vừa mà làm. Ừ. Để ý vào là nó cũng mới một vụ là ruộng nhà em mới được tầm khoảng bao nhiêu tải, bao nhiêu bao? Ít lắm. Đủ hai vợ chồng ăn là được rồi nhỉ? Chỉ đủ ăn thôi. Ừ. Năm nay nó bị chết ngọn ấy. Đúng rồi, phù cái đường này đi lại khó khăn quá. Cho nên là tranh thủ trời nắng này là phải chở vật liệu lên luôn. Cái đường huyền thoại này. Ô tô khó lên như cái đoạn này này. Cục đá to thôi này. Đấy. Cái chỗ này thì phải chèn đất vào. Ừ. À, đá. Cho nên nó lên nổ đố xe ô tô. Đi nữa là làm đường, có đường bê tông là đỡ hơn rồi. Đi lại buôn bán rồi à. Giao thương hàng hóa. Dần dần cuộc sống của người dân sẽ đi lên. Tất cả là muốn phát triển là phải là con đường điện, nhất là con đường.
Em Xính là vợ chắc tầm khoảng mấy tuần nữa rồi nhỉ? Tầm khoảng 2 tuần nữa đấy, nhỉ Xính nhỉ? Chắc hết tháng này nhé. Hết tháng này nữa? Ừ. Thế là vào Tết luôn à? Ừ, Tết luôn. Nhanh lắm nhỉ, vừa mới ngày nào thôi. Đã hết 1 năm rồi. Đã hết 1 năm rồi. Thì được chưa làm đến bao nhiêu? Mày là không khí lạnh khô này. Đấy, trời có nắng này, ấm. Trời này mà không khí lạnh ẩm mà có thêm chút mưa nữa là đường đi lại này rất là khó khăn và rất là lạnh. Gia súc gia cầm ở trên bản như này còn có thể là không chịu được và có thể là chết. Đấy. Khô cổ ấy. Ừ. Chỗ này xuống được không? Không anh xuống. Ừ. Một lần anh chở vật liệu lên anh có dám chở đầy đâu, chỉ có chở một nửa thôi, chở nhẹ mới lên được, chở nặng không lên nổi đâu. Chỗ này còn dễ hơn kia một tí, cái chỗ đoạn khúc cua kìa. Đấy, khúc cua chỗ có cái gạo kìa. Ừ. Chỗ đây mới đi khó. Chỗ đây có vật mang đất rồi thì thôi. Ừ. Có cái tai nạn đây thôi, không bố. Tai nạn ở đây á? Shipper chỉ có ship ở dưới này thôi, không lên trên kia được đâu. Quẹt cái đá ngay mà. Ừ. Exciter này. Qua đây một lần nữa chúng xin được cảm ơn chú Hùng, cô Phương rất là nhiều. Cô chú luôn quan tâm và giúp đỡ bà con ở bản Bồng Trăm. Một lần nữa lại tiếp tục giúp điểm trường một vật liệu để xây tường rào trường học để cho các cháu có một ngôi trường khang trang, sạch đẹp hơn và có thể là trồng hoa và trồng rau, đỡ gia súc gia cầm phá hoại. Chúng chúc gia đình của chú luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thật hạnh phúc, gặp thật nhiều may mắn và luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Chúng hy vọng của chú lên trên bàn Bồng Trăm thăm bà con ở trên bản này, xong đến nhà chung chơi và rẽ lên trên lán của em Sinh để xem ở trên lán em Sinh đó. Chú Hùng với là cô Phương rất là thương em Sinh và giúp đỡ em Sinh rất là nhiều trong suốt thời gian qua. Chúng cũng gần đến nơi rồi. Đi lên trên. Ừ. Vào đồng quan để chú Hùng mới xuống. Ừ. Xuống lên lán. Đấy. Lần này chú Hùng lên lán chắc đi dễ hơn rồi. Chú Hùng sẽ đích thân đi bộ và ngồi xe máy của em Xính lên. Đường bây giờ rộng hơn rồi. Có thể là đi lán nhà em Xính là thoải mái. Ngồi xe máy thoải mái mà. Ừ. Chỗ dưới này mà em thấy mọi người mà có cái chỗ đất mà họ bỏ ấy, trồng ngô dưới này cũng được Xính ạ. À. Anh cũng thấy nhiều người nó bỏ lắm. Mình mang từ dưới này lên nó vớt chứ. Ừ. Nước về chỉ kêu có đầy. À.
quán này uống nước đã Sinh ơi. Quán trước mặt này. Xe ô tô của Trung đỗ ở đây à. Lúc nãy anh em mình vừa mua xăng với lại vừa mua bánh kẹo. Bây giờ quán này đến giờ chưa nghỉ hết rồi. Bây giờ em ra ngoài này hay là đi vào trong lán luôn? Quá chỗ hòa kia. Quá kia mua cái ống cút nước. Mua ống cút nước á. Nối cái ống đen kia vào ấy. Đây chủ quán già này, vào nước đã em. Không uống à? Thế em đi mua đi nhá. Đi mua ống cút nước. Chắc là dẫn nước vào ruộng. Chúng cũng đã đến nơi rồi. Chúng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.